Ơi, trở lại với cái xe cứu 07, cái giờ huyền thoại của bạn này nọ. Anh tài xế này múc dữ lắm ha, múc sơm lắm bạn ơi. Bữa nay không múc giấy kinh nữa các bạn, không múc bỏ xe ben ha, vì múc bỏ lên bờ các bạn. Thằng này bự quá, lỡ cái bự. Ồ, anh múc ngò ve tới ve luôn ha, đi ve à. Đó. Múc ve ve tới không à, ve không à chứ không có đi tới ha. Trời cũng vô bão nữa bạn, vô bão số 5 ha. Thì mấy anh dưới mùa dịch nữa, mấy anh này tranh thủ làm luôn bạn. Nghỉ trưa thì em nghỉ luôn, chơi luôn các bạn. Đó, các bạn thấy cái bắp cần ở trong chế từ lửa nha ha. Chế cái bát rồi gắn cái ti năng ở dưới rồi. Cái chỏ thì cắt khúc ha. Chỏ này chỏ càng dài mà cắt là khúc. Giờ này mà gắn ấy phải là càng dài là múc nó đã. Chế này múc là sơm lắm các bạn. Ghê không à. Tài xế này giờ lái chắc xe nhà nữa các bạn. Mình qua bển quay cho bạn xem ha. Bỏ cặp máy lề, tại bển không có lề các bạn, bỏ cặp máy xong. Rồi giờ mình sẽ đi qua bển nha các bạn. Về luôn. Rồi bạn hai mình tính qua bển mà đường xình không à, không có đi được bạn hai. Đường bên bển xình một khúc luôn. Không có đi qua được. Trở lại bạn. Rồi quay cho bên đây cho bạn coi luôn ha. Phái tài xế này mà múc là múc sơm ảnh như múc như tài xế mập vậy đó, múc quăng gầu gầm 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 gầm. Tài xế mập đợt này ở không này, ở trong đang sửa xe này kia các bạn. Giờ bữa mình sẽ quay tài xế mập cho bạn coi.
lành quá các bạn. Phà ghê hồn, phà đi không bảy gì mà không có ấy luôn trời. Phà tải ghê luôn. Cũng hơi cục đòn mà nó tải trọng ghê luôn. Tùy theo tài xế sở thích múc hay bạn, tài xế này thì múc da, tài xế khác thì múc tới không à. Rồi, hẹn các bạn những video tiếp theo của mình ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình ha.